Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay Ngọc Diễm sẽ giao lưu với anh em mình lô nguyệt quế nha anh em. Có hàng lá lớn nè ha, lá lớn và lá xoắn ha. Chắc mong anh em mình ủng hộ ha, giá rẻ luôn. Rồi chào khán giả các luôn em ơi. Dạ em xin chào mọi người, hôm nay giao lưu với mọi người một lô nguyệt quế, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829160355. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn. Đó, cây đế rất là đẹp nha. Đế rắn thú luôn nha anh em. Đế đều 24 giờ luôn ha. Rồi thông số luôn. Hoành là 28. 28 hoành. Cao là 72. Cao 72. Kính bầu là 42. Đường kính bầu là 42 nha anh em. C1 em xin giao lưu là 700.000. Rồi cây C1 ha, 700.000 bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cây C2 nha anh em. Cây này chia cành rất là đều, rất là đẹp, đế nè anh em. Đó. Đế ok nha. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 29. 29 hoành. Cao 1m25. Kính bầu là 37. Kính bầu 37 ha. Cây C2 em xin giao lưu là 650.000. Đó, C2 nha anh em, 650 ha, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây C3 nha anh em. Đó, cây một cốt phong cao ha. Lắc lượng nha. Đế đều. À. Rồi thông số luôn em ơi. 24 hoành. Cao là 1m42. Cao 1m42 nha anh em. Kính bầu là 38. Kính bầu 38. Cây này có mã số là C3, em xin giao lưu là 650.000. C3 650 luôn, bao ship cho anh em chơi luôn nha. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C4 nha anh em. Đế đẹp ha. Rồi thông số luôn em ơi. 32 hoành. Cao là 1m22. Cao 1m22. Kính bầu là 34. Kính bầu 34 ha. Cây C4 xin giao lưu là 650.000. Rồi, cây mã số này là C4 nha anh em, 650.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo C6 ha. Cây này đế nó cũng quái nha anh em. Rồi thông số luôn. 21 hoành. Cao là 1m09. Cao 1m09. Đường kính bầu là 35. Kính bầu 35 nha anh em. Cây C6 em xin giao lưu là 600.000. Mã số là C6 ha, 600.000, bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo. Tiếp theo C7. Cây này quá trời lực luôn anh em ơi. Lực cây ha, nó cũng đâm chồi mới lại đó anh em. Rồi thông số luôn. Hoành là 40. Cây này tới 40 hoành đó ha. Cao là 70. Cao 70 nha anh em. Kính bầu là 50. Kính bầu 50. Mã số C7 nha, cây này 1 triệu, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây C8 nha. Đó, một cây bonsai nha anh em. Cắt lùng lực bonsai ha, giót cây nha. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 25. 25 hoành. Cao là 41. Cao 41. Kính bầu là 40. Kính bầu là 40 nha anh em. C8 em xin giao lưu là 700.000. C8 ha, 700.000, bao ship luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo nha anh em, cây C9. Cây này bây giờ đế quá trời. Cây này nó già mà nó anh em mình xem nè. Nó u cục luôn nè anh em ha. U cục hết trơn ha nè. Nó già cây dữ lắm luôn anh em. Đế. Đế rất là đẹp nha. Rồi thông số luôn em ơi.
hoành là 30. 30 hoành. Cao là 74. Cao 74. Kính bầu là 36. Kính bầu 36 ha. Cây C9 em xin giao lưu là 1 triệu. À, mã số C9 nha anh em, cây này 1 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo ha, C10 cũng là cây cuối cùng nha. Cây này lá lớn nha anh em. Đó, da bông vẫn là bông chùm ha, rất là thơm nha. Đế 24 giờ. Rồi thông số luôn. Nó đâm chồi trở lại nha anh em. Hoành là 34. 34 hoành. Cao là 57. Cao 57. Kính bầu là 39. Kính bầu 39 nha. Cây này có mã số là C10, em xin giao lưu là 900 ngàn. Đó, rồi cây C10 ha, cũng là cây cuối cùng của clip ha. 900 ngàn, bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Rồi chào khán giả cả luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160355.